Chào mừng các bạn trở lại đến với Marvel Con Nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về Transformers Và hôm nay sẽ là video Tiêu điểm nhân vật Starcream Starcream là chỉ huy không quân và cũng là phó lãnh đạo của Decepticons Anh ta cũng là kẻ nguy hiểm nhất trong số những Seeker Là lực lượng robot có cánh, có hình dáng giống y hệt Starcream Và được phân biệt bởi màu sắc Starcream cũng khá nổi tiếng vì là học viên đáng tự hào của Học viện Chiến tranh Cybertron Anh ta nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng đáng kinh ngạc mà còn vì tham vọng vô đáy của anh ta Starcream tin rằng chính anh ta mới phù hợp với vị trí thủ lĩnh của Decepticons hơn là Megatron và làm đủ trò để leo lên được ngai vàng của Decepticons. Có thể nói, Starcream chính là nhân vật bị dìm hàng nhiều nhất trong series Transformer vì những kế hoạch lật đổ của Megatron của anh ta giống như Fire và nước. Vì lúc gặp nhau thì sẽ bị dập và kết cục là Starcream sẽ bị Megatron đập cho một trận. Thỉnh thoảng thì Starcream cũng không chế được đội quân Decepticons nhưng rồi một lần nữa lửa lại gặp nước thế nên là lại bị dập bởi Megatron. Và có lần nhỏ nhất anh ta đã có thể kết liễu được Megatron thế nhưng lại khinh địch anh ta lại ném Megatron ra ngoài không gian để rồi Megatron được tái sinh với hình hài mới là Gabatron thế là không còn Starcream sau đó nữa sau những ví dụ ở trên ta có thể thấy Starcream là một robot bảo thủ anh ta không bao giờ học hỏi tới những sai lầm trong quá khứ của mình bất chấp những thất bại liên tục Starcream tin rằng việc chiến thắng vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian để rồi phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình Starcream cũng được Michael Bay chuyển thể lên phim giống như các Decepticon khác với tạo hình hơi tam giác ngược nói chung là xấu và phiên bản này lại không mang tính cách xảo trá như phiên bản gốc mà chỉ đơn giản là tay sai thân tín của Megatron đuổi bơ video đến đây là kết thúc nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký cho Marvel Con để mình tiếp tục ra những nội dung mới hơn trong tương lai nhé và bây giờ thì xin chào tạm biệt